sự quý vị thấy là thật sự cũng rất thương cho những người phụ nữ mà đã từng tới với cảnh tê, không biết là tới cảnh tê nó trả bao nhiêu tiền à, mà bây giờ cái chỗ bà Út Dân là thật sự đã bà đã già nua đó quý vị, mà cái giá khoảng 150 triệu đó. Còn mấy chị em mà bây giờ cảnh tê đang có cái ý định là cái như là đi tuyển cái đồ đấy, mà thật sự tôi nghĩ là chắc là free quá à, cẩn thận nha quý vị. Và thôi bây giờ chúng ta đi vào chi tiết câu chuyện á, thấy dụ ra nhiều cái nó cũng căng căng quý bà con. Hôm nay thì cảnh tê cũng quay lại cái căn nhà của ông thầy mù à, anh quay lại căn nhà của ông thầy mù, anh bảo rằng là anh mua trái cây, mua bông hoa vàng mã rồi tới, bắt đầu là anh cúng cho ông thầy mù à, nhưng mà anh nó trong quá trình cúng con khấn vái con không thể quay được. Rồi bây giờ cúng xong con quay cho bà con xem, trong quá trình anh quay thật sự nghe đục thùng và thùng đó. À, tôi nói rồi quý vị, hiện bây giờ cái vấn đề đó, hiện bây giờ cái vấn đề mà liên quan chỗ mà tuyên truyền dị đoan mê tín trên không gian mạng là một trong những cái tội. Hiện bây giờ nhà nước đang gọi là có những cái gọi là cái phóng sự ở những cái chương trình VTV quý vị. Nó đã có những cái phóng sự rồi, đại đa số rằng làm cho người ta hoang mang, làm cho người ta bất an. À, và đây là một trong những cái gọi là cái hiện tượng tuyên truyền dị đoan mê tín một cách gọi là cái như là nó tiêu cực trên không gian mạng. À, những ngày vừa qua là thật sự quý vị, cơ quan chức năng cũng đã càn quét hàng loạt cái vụ như thế này rồi, chứ không phải là mới đây đâu quý vị, người ta đã từng làm rồi. Những cái vụ mà thật sự lên không gian mạng mà cái như là quay những thước phim mà tâm linh tâm đồ đó à, thấy tâm linh không thấy đâu, mà thật sự tôi thấy là tâm thần nó nhiều hơn. Làm gì có câu chuyện mà cái là quý vị thấy không, có nhiều cái thước phim, có nhiều anh quay đó, bắt đầu là anh xuống cái sông anh tắm, rồi có hàng loạt cái như là cái thành phần mà gọi là cái như là cái cục mà đen lên, bảo rằng ma da kéo chân, không có ma da mà giết hết. Tôi nói cái đấy đó, chỉ cần là công an người ta vào cuộc, người ta điều tra đó, đó là người ta xóc đầu anh ra là thật sự đã chỉ con ma chỗ nào. Còn cảnh tê là một trong những cái hiện tượng là thật sự tôi đã từng phản ánh cái hành vi anh này rồi. Một trong những thanh niên mà sức dài dai rộng lên không gian mạng kiếm ăn, lên không gian mạng xin tiền một cách trắng trợn, và có những cái hành vi xúc phạm người quá cố, phá hoại tài sản của người khác. Và cái như là một trong những cái vấn đề tuyên truyền dị đoan mê tín, đây là một trong cái tôi mong rằng tất cả cộng đồng phải có một tiếng nói mạnh mẽ để cho những cái thành phần này, quý vị, nó phải biết điểm dừng. Những thành phần như cảnh tê nếu như mà vẫn còn có những thước phim trên không gian mạng thì xin thưa quý vị, đời con đời cháu chúng ta đó, nó có những cái thật sự cũng khó mà lường lắm. Cái thời kỳ khoa học rồi, thời kỳ này là thời kỳ dành cho những người tri thức, thời kỳ khoa học, người ta gọi là nghiên cứu khoa học, người ta lên những cái gọi là những cái hành tinh gọi là cái như là sao hỏa sao đồ rồi à, bây giờ nó thật sự người ta đang đi tìm sự sống ở một hành tinh khác. Mà ở đây cảnh tê vẫn còn tuyên truyền những thước phim là ma mị như vậy à, cảnh tê đang đi gọi là đi ngược lại với là cái xu hướng của xã hội. Cảnh tê đang đi quay về cái thời kỳ gọi đồ đá à, chứ cảnh tê không phải là một trong những người mà khoa học à, quay lên những thước phim là mang chất là nó tiêu cực rất nặng à, dị đoan mê tín à, có những cái hành vi, có cách cư xử thì thật sự quý vị nó không có gọi là phù hợp với một con người cái như là trong cái thời điểm hiện tại bây giờ. À, bao nhiêu ngày qua cộng đồng bắt đầu là lên án, cộng đồng cũng là bức xúc, bắt đầu là anh cũng không có chịu bỏ cái tập, hôm nay cũng quay tới nhà của ông thầy bói mù đó, rồi bắt đầu là con dựng lên những thước phim thế này, rồi trong quá trình của gì thế, trong quá trình nó quay phim thì cũng rớt đột đó, rồi anh hỏi cái gì cũng hết hồn hết đồ à, ngay từ đầu mà cái đoạn vào đề bài đó quý vị, đoạn vào đầu tiên clip mà quý vị thấy nó đỡ tiếng nhạc rùng rợn không, đỡ tiếng nhạc như vậy, đỡ những hình ảnh mà chóp cha chóp nhá như vậy, đấy là một trong những nó lừa, cả như là nó lừa một cách trắng trợn. Đây là một trong những cái, xin thưa quý vị, những hành vi này chúng ta phải có một cái tiếng nói gọi là tẩy chay, phải tẩy chay trước. Bản thân cảnh tê nó bảo rằng đó, trong quá trình nó làm clip đó, trong quá trình nó đi gọi đi quay đồ là một tháng nó không kiếm nổi hơn 3 triệu, chủ yếu là nó sống bằng cái tiền của làm mạnh thường quân, người ta cho thì cả như là cũng đủ tiền để nó là xanh xe xanh cổ. Ở nhưng tại sao một thanh niên sức dài dai rộng như vậy, một tháng mình kiếm trong cái gọi là cái nền tảng YouTube mà không tới được 3 triệu, mà sao mình không chọn một cái nghề khác để mình làm, mà sao mình cái lúc mà cái là cái giai đoạn gọi là túng cùng, cái bắt đầu phải lên cộng đồng mạng để mà xin ăn như vậy. Ta thấy rằng cuộc sống mình nó bấp bênh như vậy, làm cái nghề YouTube thì nó bấp bênh,
thì mình có thể là cái nhân chọn nghề khác quý vị, ai cấm nó chọn nghề đúng không, có thể nó chọn cái nghề khác để mà phù hợp hơn, để mà có thu nhập hơn, nhưng đằng này lại không quý vị, nó vẫn là đu bám với là cái nghề YouTube. Có nghĩa rằng nghề YouTube không phải là một trong những cái nghề mà cả như là đem đến cho cảnh tê cuộc sống khó khăn, mà đem đến cảnh tê cuộc sống đầy đủ phì nhiêu, có thời gian gọi là nghỉ ngơi rất nhiều, nhưng mà thu lợi lại rất cao. Tôi đã nói rồi, một buổi cảnh tê livestream thì xin thưa quý vị là có bèo bèo lắm cũng có 1 triệu bỏ túi, một ngày lên cả 3-4 đường like là ok rồi, thấy không? Ngày 3-4 đường like là thật sự là 3-4 triệu bạc, tháng 100 mấy chục triệu, làm gì cho hết, làm gì cho hết tiền. Mà thời gian này quý vị thấy, thời gian này nó hạn chế. Thời gian trước quý vị thấy không? Lên đường like là cũng gánh số tài khoản, lên đường like là cũng xin tiền. Đó, nó xin đến mức mà sẽ thật sự quý vị, mà bản thân của là một số mạnh thường quân mà các người ta cũng đã gửi qua cho tôi đó, đó là nó là thật sự lúc đầu chị anh cứ vào đó xem rồi thấy nó tội, cứ nghĩ rằng nó đi đêm đi hôm rồi bắt đầu là mình gửi cho nó tí tiền. Đó, bèo bèo có lần cũng cả 100, có lần cũng 200 quý vị, đâu phải là không có đâu. À, nhưng mà thật sự những ngày gần đây thì cái như khi tôi đứng lên tôi lặt mặt đó, rồi bà con bắt đầu họ mới là vỡ lẽ ra. À, bây giờ là những tin có người thì cảm thấy rằng cái là rất cái như là hoang mang. À, vì những thời gian vừa qua là người ta cứ tin cảnh tê như vậy, và cuối cùng trở thành một con mồi để cho cảnh tê nó rỉa. À, rỉa anh quá trời trong vòng mấy năm nay đâu, thì bây giờ phải có điểm dừng chứ, đúng không? Mấy ngày vừa qua đấy, ngày mai là ngày 4 thì bà con cứ đợi đi, đợi nó làm giấy tờ, nó gọi là sang tên đổi chủ đi. Đấy, một trong những cái mà thật sự quý vị, nguyên cả cộng đồng mạng cảm thấy là coi như là không chấp nhận được một thằng đàn ông mà sức dài dai rộng bây giờ lên xin tiền của khán giả, xin tiền của Mạnh Thường Quân để mà báo hiếu cho cha cha mẹ. Đấy, mà trong cái đó không chọn một công việc có thu nhập cao, đó là bây giờ mà nó bảo rằng thu nhập của YouTube của nó không đáng kể. À, cho nên bây giờ nó xin tiền là cái câu chuyện bình thường. À, mà tôi hỏi, ủa cái này nó không đáng kể thì nó đi tìm việc khác nó làm chứ. Nó đi tìm việc khác làm, ai bảo rằng nó đi gọi là nó đu theo cái nghề YouTube làm chi, đúng không? Mà chẳng lẽ thật sự trên cộng đồng mạng này tôi nói bây giờ đó, ở riêng cảnh tê là nó quay những thước phim là sạch mùi ma mà như vậy, sạch mùi dị đoan mê tín như vậy. Mà có rất nhiều bà con bây giờ họ mang chắc rằng họ chưa tỉnh mộng quý vị. Tôi nói mình muốn xem phim ma đó là tôi nói hàng loạt phim ma mà nó còn rùng rợn hơn nữa. Đó, thà chấp nhận xem một bộ phim. Chứ còn xem mà một thức phim mà cảnh tê cứ khẳng định đây là một thức phim ma có thật ở ngoài đời, mà để cho gọi là nó dẫn dụ, nó lừa gạt như vậy thì xin thưa quý vị, khó mà chấp nhận. Truyền truyền toàn những cái dị đoan mê tín không? Đó, rồi cái như là lùa gà. Đó, rồi cái như là đi ăn xin một cách mà trắng trợn như vậy. Thanh niên gì mà kỳ vậy? Ê, thanh niên gì mà thật sự quý vị, sức dài dai rộng ta phải tự đi lao động kiếm sống mà chứ, làm gì các câu chuyện mà bây giờ anh lên trên không gian mạng anh xin tiền để mà báo hiếu báo thảo. Rồi có những cái vấn đề quý vị thấy trong những ngày vừa qua không? Trong những ngày vừa qua thật sự anh còn đưa ba anh lên, còn cái hai cha con mà xong kiếm hợp bích nữa. Ở ba thì cái miệng cũng nam mô mà thật sự không biết trong bụng có cái bồ gì hay không. Ở mà nghe nó thật sự cũng là đạo đức dở sợ lắm. Mình đã đi xin trên cộng đồng, con của mình đã như vậy, mình không có một cái lời mà dạy dỗ con mình, không có một cái mà chấn chỉnh lại cái tư cách đạo đức con mình, mà mình còn mang tính chất rằng là cổ sĩ, còn cho rằng con mình là cái như là người ngay, cái như là lâm nạn nữa chứ. Ông làm giống như con ông đi giúp người ta đó, mà nó giúp người ta rồi nó bị lâm nạn đó, rồi ông bảo người ngay lâm nạn. Đằng này con ông đang mài cái mặt không gian mạng để đi ăn mày, mà lâm nạn cái gì? Anh đang chui đầu vô rọ lâm nạn cái chi, đúng không? Chưa thấy một thằng YouTube nào mà thật sự chủ kênh mình lên kêu gọi cho chính bản thân mình. Một trong những cái mà nó tồi bại như vậy mà cảnh tê vẫn làm, mà bên cạnh có rất nhiều người vẫn là thật sự vẫn còn vô bảo vệ bên dịch tác. Họ cho rằng cảnh tê bây giờ nó không có, nó ăn xin với mắc gì đâu mà lên nói đó. Tôi nói bây giờ nó thật sự, chẳng lẽ bây giờ ai không có được phép ăn xin như vậy hả? Chẳng bây giờ mình không có, mình không chịu lao động, rồi mình nghèo mình khổ quá rồi cái chịu khó cái mặt dày cái mặt nhục cái lên ăn xin là ok à? Hả? Ta không có ta phải đi lao động ta kiếm tiền, chứ không phải không có rồi đi ăn xin ăn mày vậy mà cứ lên gọi là binh dịch. Có nhiều cái thật sự quý vị nó cũng căng đó ha. Mấy ngày vừa qua quý vị thấy là cái hiện tượng mạng xã hội có nhiều cái vấn đề mà thật sự nó cũng oi ấm. Riêng cái chỗ mà cái như cái thằng Hữu Hí với là con Nga đó kết hợp chỗ xiên nái đó quý vị chắc cũng đã biết rồi.
cái này nó thật sự nó lên nó cũng là giá bệnh giá tật đó, rồi để mà kêu gọi tiền một cách gọi là trắng trợn. Mấy thằng YouTube thì thật sự cũng là đầu đất đó, cũng cố tình để mà dẫn dụ khán giả, dẫn dụ Mạnh Thường Quân, rồi đến bây giờ đó phanh phui đó, dụ đó nó banh chành rồi nó cũng bỏ chạy trốn hết trơn đó. Đó, bây giờ trong cái trụ chuyện của thằng Hữu bà con thấy rồi đó. Rồi bây giờ tới thằng Cảnh Tê, tôi nói thật sự cái chỗ thằng Hữu với Cảnh Tê nó chẳng khác gì nhau, thậm chí Cảnh Tê nó còn tàn mặt hơn cả thằng Hữu. Thằng Hữu là nó để cho người khác kêu gọi cho nó, nhưng còn thằng Cảnh Tê là nó tàn mặt hơn cả thằng Hữu nữa, có nghĩa là nó tự gọi cho bản thân luôn. Thì tôi hỏi quý vị, trừ khi Cảnh Tê nó mà đau yếu bệnh tật, nó đuôi què sức mẻ, nó chột một mắt, nó gãy một tay đó, thì nó lên nó xin đó, thật sự bản thân mình cũng cho thôi, chứ không phải là mình phản ứng như thế này đâu. Nhưng mà nó là một trong những người đàn ông sức dài dai rộng sức khỏe, thấy không? Nó còn lên không gian mà nó còn tiễn vợ được, thì tôi hỏi quý vị, nó còn phải đi lao động được, còn tính đường chơi mà sao không tính đường làm ăn cho nổi, thấy không? Mình tính đường chơi được thì tính đường làm ăn được, còn khi nào đó mà cảm thấy rằng đó mà cái như là cấu mình 150 tấn kéo lên không nổi thì thôi, à, là tính cái đường gọi là đi ăn xin. Còn đi tìm vợ được, còn đi gọi là lên không gian mạng để mà thả thính được, để mà đi làm ăn là không được, phải đi xin tiền. Nó bảo rằng bây giờ nó làm YouTube mà 5 năm nữa thì cũng như vậy thôi. Cho nên bây giờ đó, nó không thể làm được, mà trong cái đó nhìn lại cảnh cha mẹ nó mà khổ sở như vậy. Mày làm YouTube trong vòng 5 năm nữa thì mày không được, thì mày được quyền mà chọn một nghề khác. Mày đừng có nói là mày không có giấy tờ. Đó, mày không có giấy tờ mà những ngày vừa qua mày nhận tiền từ bên Mỹ, không có giấy tờ mà đi từ Bắc Chí Nam, không có giấy tờ mà mày có bằng lái, không có giấy tờ mà mày mua xe đứng tên, đó. Những cái đó có giấy tờ hay không? Tôi nói thật sự quý vị đi mà thật sự chẳng phải nó hên một lần chứ, chẳng phải ngày nào cũng hên. Chỉ cần không có giấy tờ mà thật sự là mang cái mặt ra đường là công an người ta hốt lại là thật sự không có bằng lái là cũng chết. Ở chứ ngoài đó bây giờ nó bảo rằng không có giấy tờ, đó. Quý vị thấy là từ trước giờ nó đi cũng từ Nam ra Bắc, chứ đâu phải là một trong những người mà lần đầu tiên nó xuất hiện trên không gian mạng. Đây là một trong cái nó lừa đảo một cách trắng trợn, phải bảo rằng là nó lừa đảo tình thương của người ta đó. Cái lợi dụng vào lòng tốt của người ta, bắt đầu là lên kiếm ăn một cách gọi là cái như là trơ trẽn. Mà khi cộng đồng mạng mà lên án, cộng đồng mạng lên tiếng là cái ánh còn dễ nảy. Tôi nói thật sự quý vị, ngoài đời kia không biết bao nhiêu hoàn cảnh nó còn bất hạnh hơn Cảnh Tê. Mà Cảnh Tê bây giờ nó còn không biết đường nào đúng, đường nào sai nữa. Cứ lên đó mà như là cái con thiêu thân, cứ lao vô đó là thật sự kỹ biết tiền và tiền thâu. Một trong những người thanh niên gì mà kỳ cục kẹo giả cứng. Đấy. Mày vô mày diễn những thứ phim ma mà tao thấy thật sự tao thấy tao phải là nói một câu rằng tao thấy mày tao quá ghê tởm luôn. Một thằng đã đạt đến cái giai đoạn gọi là bất chấp rồi. Đấy. Ma ở đâu mà vô nhà của người ta rồi mày quay mày làm cái trò mèo như vậy? Bà con nào xem cái phim nó vừa qua đấy. À, anh quay mà thật sự quý vị là chốt là nhá mà tiếng nhạc cái là du dương rồi cái như là anh đứng ở ngoài bắt đầu là anh chiết hà chiết khiết nữa, trời đất thánh thần thiên địa, một thằng thanh niên đó quý vị, một cái tương lai của đất nước đó, mà như vậy đó thì thâu không còn cái đường nào mà để nói quý vị. Nó mà như đây mà thật sự quý vị nó dạy con như thế nào? Thế bây giờ tôi hỏi quý vị, nó là như thế này, ăn xong lên diễn ma diễn quỷ trên không gian mạng để kiếm ăn, thì tôi hỏi quý vị nó kể như là nó dạy con dạy cái nó như thế nào? Ở trên bà con nào khu vực ở chỗ mà ông thầy bối mù đó, cũng nên là báo công an đi. Chỉ cần nó vô đó diễn một thức phim ma là thật sự đó là bằng chứng vật chứng đó luôn đó, rồi tính cổ lại là một lần là tôi nói là ớn cha ông nậu luôn, mướn nó không dám mới đừng nói câu chuyện mà bây giờ lên không gian mạng diễn ma diễn quỷ đi hù dọa người ta. Một trong những cái thật sự quý vị nó mê tín dị đoan, nó có những cái mà thật sự cộng đồng mạng người ta cũng ngao ngán. Bây giờ bà con là biết rõ bản chất Cảnh Tê là xin thưa quý vị mà quỳ lạy họ vô chỗ Cảnh Tê để xem nó diễn ma, xem nó đi sinh ma, tôi nghĩ là người ta còn chắc tay người ta lạy thôi. Nhiều bà con mà từng gửi tiền nó cũng nhắn tin tôi hàng loạt nè, ai đâu mà thật sự quý vị đi lừa người ta mà cái như là nay mấy năm trời rồi, đến bây giờ có một số bà con mới là nhìn nhận ra vấn đề, còn một số là cái như là vẫn còn tin Cảnh Tê lắm, vẫn còn là khen tặng Cảnh Tê. Trời ơi chị xem thức phim mà chị cả hết hồn, trời ơi tôi cũng hết hồn mấy chị luôn, quá trời quá đất.
Rồi mấy ngày vừa qua bà con cũng nghe rồi, Cảnh Tê lên tuyển vợ, mà tuyển vợ của Cảnh Tê đó là nó tuyển để mày uống cà phê, giao lưu với là anh của Free thôi. Anh nói Cảnh Tê này, bây giờ mà nhìn cái gương của bà Úc Dân đi, bà Úc Dân Trà Vinh đó, cái ngày xưa bà lên bà tiếng là bà gọi là bà bán thân với giá 200 triệu nha. Bà bán thân giá 200 triệu mà bây giờ thật sự nó cũng thời gian cũng đã gần gần một năm, bà cũng xuống cấp, bà giảm 50 triệu. Một cái bà già như bà Úc Dân, bà cũng đã trên 60 rồi, cuối cũng đã gần đất xa trời, mày nghĩ có giá không? Giá 150 triệu đó mày. Mà bà nói một câu là có 149 triệu bà cũng không bán, vì nó là 150 triệu, phải là 150 triệu. À, 149 triệu là triệu là cũng không thể giao hàng được. À, mà đây là bán thân trả nợ cho chồng. À, mày thấy không Cảnh Tê? Trên những người đó mà mày lên trên không gian mạng mày bảo rằng là không quan trọng tuổi tác, chỉ cần tới để giao lưu, để quay phim rồi gì à? Mày nghĩ giỡn ăn mày? Mày nghĩ phụ nữ bây giờ không có giá hả mày? À, cái giá bà Úc Dân mà 150 triệu thì mày nghĩ những người mà trẻ trẻ hơn Úc Dân thì cái giá cỡ nào nữa? Mày cái mày lên mà thật sự mày không biết cái giá trị của người đàn bà, mày không biết giá trị của người phụ nữ, cho nên mày lên không gian mạng mày nghĩ mày là một ông vua đó, đó rồi mày lên đó rồi mày chơi kiểu mà chiều nẹo, trời đất thánh thần thiên địa hết hồn ha. Đó, bây giờ nghe Úc Dân thật sự 150 triệu đó, Cảnh Tê bây giờ có cắn móng tay làm gì, hay là lên lên cộng đồng mạng xin tiền cưới vợ nữa mày, thấy không? Lên cộng đồng mạng xin một kèo đi là cưới vợ nữa. Đó, có một số bà con nói trời ơi bây giờ Cảnh Tê nó có đất có đồ rồi nói chi nữa, tao nó nói khi nào thật sự khi nào Cảnh Tê nó hiểu thôi chứ giờ nó chưa hiểu mà, thấy không? Cái giá trị của bà Úc Dân mà còn được 150 triệu, 149.900.000 cũng không được, đó, phải là đủ 150 triệu bà mới là trao thân gửi phận. À, nhưng mà Cảnh Tê bây giờ nó tính toàn ăn hàng free không? Đó, nó lên tính toàn ăn hàng miễn phí không? Đó không? Ở đâu ra Cảnh Tê? Ở đâu ra? Đó không? Đó. Bây giờ anh thấy cái đà của em á, cái đà của em phong thủy cũng tốt á, đang ăn nên làm ra thâu lên nó kèo ra đi. Mình lên mình xin cộng đồng cho em 150 triệu để xuống em hốt Úc Dân đi. Đó không? Anh nghĩ là nếu mà cặp này đó, mà nếu mà em xin được 150 triệu em hút luôn Úc Dân, anh thấy là thật sự lịch sử sẽ ghi vào trang trang sách sách đó, đó. Trời đất thánh thần thiên địa ơi, bây giờ một thằng thanh niên thì đi lên cộng đồng mạng anh mày để mà xin báo hiếu báo thảo cho cha mẹ. À, còn một bà gọi là gần đất xa trời rồi, bây giờ gọi là lên bán thân 150 triệu đã trả nợ cho chồng để chuộc đất. Sao đâu mà thật sự nghĩ những cái gì mà người ta không nghĩ được quý vị. Mấy người này nghĩ những cái vấn đề mà bản thân tôi không thể nghĩ ra, mà họ nghĩ cũng được là công nhận họ quá tài, quá giỏi, quá siêu sao.